Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Gương sáng. Trong một lần gặp gỡ với các gia đình, Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận nói: hỡi các bậc làm cha mẹ, quý vị hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất trong gia đình là ba điều này. Thứ nhất là làm gương sáng, thứ hai là làm gương sáng, và thứ ba cũng là làm gương sáng. Quả thật, gương sáng của cha mẹ luôn có giá trị và tác động mạnh mẽ không ngừng đến cuộc đời của con cái quý vị. Trong thực tế, trẻ em chưa có đủ trí khôn để phân biệt điều phải trái. Các em thường bắt chước những gì chúng trông thấy tỏ tường. Do vậy, gương sáng của cha mẹ là điều rất cần thiết trong việc giáo dục con cái. Gương sáng ấy còn có giá trị gấp nhiều lần những lời khuyên răn dạy bảo. Thật đúng như câu tục ngữ: lời nói như gió lung lay, việc làm như tay lôi kéo. Trong tuyên ngôn giáo dục, Công đồng Vaticano II cũng xác quyết: được cha mẹ hướng dẫn bằng gương sáng và kinh nghiệm gia đình, con cái và tất cả những ai sống trong khuôn khổ gia đình sẽ gặp được con người nhân ái, cứu độ và thánh thiện dễ dàng hơn. Lạy Chúa, xin cho con hằng được phản chiếu ánh quang huy hoàng thánh thiện của Ngài luôn mãi. Amen.